Xin chào tất cả các bạn, mình là Nam. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài luyện tập mới để cải thiện giọng hát của mình hơn. Đó chính là làm thế nào để hát staccato. Staccato tức là gì? Staccato tức là hát nảy, bật lên, làm cho cảm giác giọng hát khỏe khoắn hơn, bật lên hơn, và nó thường làm cải thiện cái sắc thái của bài hát. Ví dụ như là kịch tính hơn này, hoặc là vui hơn, hoặc là một cái cảm giác gì đấy nó rất là kịch tính. Được chưa ạ? Ví dụ hát nảy như vậy chính là staccato, được chưa? Vậy thì làm thế nào để hát staccato? Sau đây mình xin giới thiệu một vài mẫu luyện thanh và là cách để hát staccato. Staccato quan trọng nhất là chỗ nào? Là quan trọng nhất là chỗ cơ hoành này, là sau lưng. Mình phải nén thật chặt cái cơ hoành này lại, sau đó hít hơi và bật ra. Mi, hi, mi, hi, ma, được chưa? Cũng như mẫu luyện thanh bình thường thôi ạ. Cùng có do, re, mi, re, do, ba âm thanh liền bậc. Mình sẽ đi dần lên. Được chưa? Ví dụ ạ. Mi, hi, mi, hi, ma. Chỗ cơ hoành đằng sau này mình phải nén thật chặt lại và mình hít hơi lại, nín thở. Mi, hi, mi, hi, ma. Bật ra như vậy thì bài tập này một phần là để luyện làm cách nào để hát staccato, phần còn lại thì nó có thể giúp họ hát của mình chắc chắn hơn và khỏe khoắn hơn, và đồng thời bổ sung cho mình phần chân hơi rất là nhiều. Xin cảm ơn các bạn.